Truyền thông Mỹ đưa tin chính phủ Israel đã ra tối hậu thư cho lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin trước khi quyết định mở cuộc tấn công vào thành phố Rafah, thành trì cuối cùng của Hamas ở dải Gaza. Theo tờ Wall Street Journal của Mỹ, Israel đã ra tối hậu thư một tuần cho lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận trao đổi con tin hoặc phải đối mặt với cuộc tấn công của quân đội Israel vào thành phố Rafah ở cực nam Gaza sau thời hạn này. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ thời hạn tối hậu thư một tuần bắt đầu từ khi nào. Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực dẫn lời một số quan chức Ai Cập nói rằng thời hạn tối hậu thư mà Israel đưa ra với Hamas là tới thứ Sáu tuần tới. Truyền thông cũng như chính giới Israel chưa xác nhận thông tin về việc đưa ra tối hậu thư với Hamas. Tuy nhiên, liên quan đến tiến trình đàm phán, một số nguồn tin Israel cho biết dường như Hamas đã cơ bản nhất trí với đề xuất ngừng bắn mới. Trong đó, nhóm vũ trang Palestine đã từ bỏ yêu cầu Israel phải cam kết chấm dứt hoàn toàn chiến sự. Cũng theo các nguồn tin này, phái đoàn Hamas ngày 4 tháng 5 trở lại Cairo để tiếp tục các cuộc thương lượng và có thể đưa ra câu trả lời cuối cùng với đề xuất ngừng bắn mà Ai Cập trao cho nhóm này hồi đầu tuần. Trước đó hôm qua, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns cũng đã đến Cairo để thúc đẩy tiến trình đàm phán.